Ok, Vinny Vinh, Chiếu Tuấn đây. Con dẫn hai thằng cu đó ra ngoài phạt chơi rồi cái mình tổ chức sinh nhật ở đây luôn con. Ở ngoài đây đẹp lắm. Cái phạt này chú thấy là rất là đẹp đó nha. Đẹp mà cây cối rồi đẹp đó, rất là đẹp luôn. Đó, con ra đây nè ha, có chỗ ngồi tùm lum hết nè. Đó. Gia đình ngồi đi ăn uống dễ, đúng không? Nhà chật chội. Ok con.